Xin chào mọi người. Hôm nay anh em vừa lan hai beo đang tiếp tục về những cái lô phú thọ thịt đẹp để phục vụ cho công tác bán livestream với lại chia sẻ cho anh em làm hoa chi tết. Đến mở cửa cho mình nên đây những chậu phú thọ rất là đẹp mọi người ơi. Nè anh chủ nhân của những cái chậu phú thọ này chăm cây quá trời đạt luôn. Chậu nào cũng như chậu nào hết nè, quá trời đã luôn nè. Cái này mà làm hoa thì tuyệt vời. Đều ráng luôn. Cây chừng 6-70 xăng đổ lại thôi. Mà cây nào cũng mà quá gì ghê. Cắt dây ra luôn bên này. Em chào anh trai Nguyễn Huy Tiến ạ. Buổi tối vui vẻ nhanh ơi. Dạ đẹp lắm anh Tiến ơi. Phú thọ nè, quá trời này, cái này làm hoa là hết ý luôn anh. Chậu nào cũng ú nu. Cảm ơn Trang Lâm. Anh này chăm đạt quá trời đạt luôn. Này để livestream bán em ơi, ít bữa nó đang nhập hàng về để bán livestream em ơi. Ủa cái đèn này là công tắc nào anh Mến? Mua về em ơi. Bên vườn hồi đó giờ cũng không có bán, bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị bán livestream thôi. Thì hàng thực ra bán livestream ít bữa thì cũng hết thôi nên phải nhập thêm cây về. Đây ạ. Phú thọ. Chậu nào cũng như chậu nào hết. Quá trời đẹp. Dạ em cảm ơn anh trai Tuyến ạ. Chậu nào cũng như chậu nào hết. Chăm được cái cây về đúng là sướng luôn. Này những cái chậu như vậy thì làm hoa rất là đạt. Bảo đảm với anh em là làm hoa là khỏi chê luôn, khỏi bàn luôn. Đây. Chở là về nó xe nào yeah.
Tết có kịp hoa không bạn? Dư kịp nha bạn ơi, dư kịp Tết bạn ơi. Làm hoa chừng năm mấy 60 ngày là hoa đạt rồi bạn. Tùy theo khu vực bạn ơi, còn riêng vườn lan hay beo thì mình làm trong vòng khoảng 50 mấy 60 ngày á. Chênh lệch nhau thì cũng 1-2 ngày thôi. Có chồng nào 10 đầu hoa Tết không nè, đặng anh đặng anh. Cái đó để mình coi lại nha bạn. Mình làm kỳ rồ bạn ơi. Ok bạn thấy nha. Đây. Cả nhà bây giờ có thể ngắm kỹ hơn, ánh sáng nó nhiều hơn rồi. Quá trời đá rồi. Cây đều rang. Mình làm hoa một cây nó tầm 6-7 cm độ lại đẹp lắm cả nhà, để ba. Đến năm trước mình có làm hai chậu đẹp lắm. Đến làm có hai chậu thôi mà khách tới nhà chơi ai cũng muốn bê về hết. Năm nay thì lại làm được nhiều hơn rồi, năm nay có giống nhiều hơn, làm nhiều hơn. Cái này mà làm mà tặng cho người thân hay gì thì tuyệt vời rồi. Mời cả nhà ra ngắm vườn lan với mình chút. Giọng mắt trâu quá trời đẹp. Đây là chậu Bảo Duy. Duy nhé mọi người ơi, đang đi ngọn rất là phê. Mấy chậu hồng yến thủy. Bên mình thì Phú Thọ HO hồng yến thủy thì như các bạn thấy đó, lúc nào cũng nhiều giống. Hồi đó giờ cũng chưa có shop chai nữa. Cũng chưa bán nhiều à. Chỉ có khách ghé vườn thì chia sẻ vậy thôi. Gấu trúc cả nhà. Hôm nay mình chỉ có live vậy thôi chứ mình chưa có bán hàng nha mọi người. Đây là cái hồng minh châu. Tất cả mọi chậu lan giống nào thì cũng được nâng niu ở đây hết. Hồng yến thủy mọi người ơi.
Đây là Bảo Duy nhỏ nhỏ xinh xinh đây, Hồng Nguyễn Thủy mọi người. Đi thăm cây hội trường, tối nào cũng qua thăm cây nha. Tối tối anh em rảnh thì lại tụ ở đây bắt ốc đồ ngắm cây rồi. Đây là chậu mắt trâu rất đẹp. Thường là vườn cũng có cây của mấy anh em nữa nên mấy anh em tối tối qua đây chơi ngắm cây. Chú rễ à? Măng lú à? Ừ, ra rễ nè. Ôi có mấy chồng hình đây, Hồng Yến Thùy cả nhà ơi. Giống Hồng Yến Thùy này rất khỏe ha. Đây là em không tên, rất là xinh xinh. Cái giọng em nó hơi khàn khàn nè, cả nhà thông cảm nha. Đây là Bạch Tuyết mọi người ơi. Vườn sao trống thế anh? À mấy cây lớn thì mình cắt mình xuống giống hết rồi, kia những cây nhỏ thôi. Như Phú Thọ HO thì cũng ra thấy đâu mà thân già là cắt làm giống hả? Đây là chậu bướm đại ngàn. Chậu này là nhân từ một cái cây mẹ, hồi đó là đấu giá ủng hộ đồng bào miền Trung của anh Chính Trương. Mọi người xin cho em xin một nút chia sẻ mọi người ơi, cho anh em vô xem đông đông để mình có động lực like tiếp. Bật cái đèn lên nhanh đi mình ơi, cho rõ rõ cho mọi người ngắm lan.
Còn đường kia nữa mình. Chào Mắt Xuân Chuyên Hoa. Đây là những cái Loki đang nhú mầm. Đây là mấy cây ngọc sinh cước nhỏ. Để mà nhân được một cái cây như vậy thì tốn rất là nhiều thời gian. Chăm một cái cây từ cái cây nhỏ cho tới lớn là đã hết 5-7 tháng rồi. Rồi cắt xuống làm cây cũng 4-5 tháng nữa. Năm mấy mới ra được cái cây này. Em chào anh trai Huỳnh Quang Sang, khỏe không anh ơi? Nay chắc bên đó đang là chuẩn bị đi làm hả anh? Chậu mắt trâu đẹp ghê. Bốn đầu đi. Mắt trâu nở, mới nở đẹp quá trời đẹp luôn. Bốn đầu này mà đi thì khi 2, 3 không đi cỡ nào ta? Mày đi. Tên bảo gì? Xin chào Chính Trương. Chính Trương ơi, đây là cái cây con của cây bướm đại ngàn của Chính Trương nè. Chính Trương ủng hộ đồng bào miền Trung, đấu giá đồng bào miền Trung đây. Đây Bảo Duy, mấy chậu Bảo Duy này đẹp quá trời đẹp luôn. Nhìn cây là đã mê rồi. Chăm được cái cây như vậy là cả một kỳ công. Thôi em xin cảm ơn cả nhà đã xem live và chia sẻ. Em xin kết thúc live ở đây. Hẹn cả nhà vào buổi live stream sớm nhất sắp tới. Đây là lô Phú Thọ mới nhập về để làm, để bán live stream với lại làm hoa Tết cho, bán cho mọi người làm hoa Tết. Cây rất là đanh, cây khỏe, nâu, rất là tốt. Rồi em xin chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối tốt lành.